Ngày lành tháng tốt, gia đình tổ chức mừng buổi lễ tân hôn cho hai cháu. Bây giờ phút này là làm đáng lẽ ra là coi như là lễ này là cái lễ nạp thai, nhưng mà vì do điều kiện là bên ngoài là có nhà ở đây, cho nên là chuyển sang cái lễ là nhập gia. Thì tôi xin giới thiệu là thành phần gồm có là ở bên nội gồm có là đây là ông Thương, bố của ông Thành, thông gia với ông ngoại đây. Tôi là chú ruột, em của ông Thương, và đây là đấy là anh của tôi, anh trai của tôi, và đây là ông thông gia, ông thông gia ông ngoại, bố vợ của ông Thành, và đây là bà nội, đây là bà ngoại. Đây là mẹ của cháu Chiến. Gọi là bà nội. Cũng gọi là bà nội. Đây là Mử. Em của ông Thành. Em dâu của ông Thành. Đây là con dâu đầu cháu Tuyết, con dâu đầu của ông Thành. Và đây là Lương, con dâu thứ ba của ông Thành. Ông tên là Ueda. Kyoshi. Kyoshi Ueda. Musume Yukina no ane no Tomomi desu. Đấy là chị gái của lại vợ Chiến.
ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, bà nội của she took my hand and took it home.
mời chú rể Dương Chiến sẽ cầm bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tình yêu cùng trở về sân khấu tình yêu của chúng tôi. Và trân trọng kính mời ông Ueda Kiyoshi là thân sinh của cô dâu Ueda Yukina hãy cùng dắt con dâu yêu thương của mình trở về với sân khấu tình yêu của chúng tôi. Vâng, xin mời chú rể Dương Chiến hãy cùng chào đón cô dâu và người bố thân yêu của mình. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ phút này ông Ueda Kiyoshi là người thân yêu của cô dâu Ueda Yukina đang đồng hành cùng con gái của mình để cùng với chú rể Dương Chiến chọn nghĩa tình yêu. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị hãy dành cho các bạn trẻ của chúng ta một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, xin hân hoan chào đón và xin mời chú rể Dương Chiến hãy trao cho cô dâu Ueda Yukina bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tình yêu. Và cũng xin cảm ơn ông Ueda Kiyoshi đã dẫn người con gái thân yêu của mình trở về với trung tâm tình yêu của chúng tôi. Xin được cảm ơn. Và xin mời đôi bạn trẻ Dương Chiến, Ueda Yukina, chúng ta cùng bên nhau trở về với sân khấu tình yêu để hiện diện và chúc mừng tình yêu thủy chung lứa đôi, cũng như cảm ơn đến quý vị ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, thật hạnh phúc biết bao, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, khoảng cách thời gian không gian. Và giờ phút này thì đôi bạn trẻ Dương Chiến, Ueda Yukina đã được sống bên nhau giữa bầu trời bình yên của Việt Nam thân yêu, đặc biệt chính là huyện Đắc Minh của chúng ta. Vâng, và giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng cúi đầu kính chào đến quý vị quan khách, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, để có được tình yêu son sắc thủy chung như ngày hôm nay, ngoài việc đôi bạn trẻ của chúng ta đã trao cho nhau trái tim yêu thương hạnh phúc, có lẽ rằng những lời chỉ bảo chăm sóc từ phía hai gia đình là điều không thể thiếu. Trong thời khắc tình yêu đẹp nhất của đôi con trẻ, giờ phút này cho phép ban tổ chức chúng tôi trân trọng được kính mời sự hiện diện của quý song thân phù mẫu. Về phía họ nhà trai cũng chính là gia đình ông bà chủ hôn, chúng tôi trân trọng kính mời sự hiện diện của ông bà Dương Văn Thành, Phạm Thị Liên là song thân phù mẫu của chú rể Dương Chiến. Về phía họ nhà gái, chúng tôi trân trọng kính mời ông Ueda Kiyoshi và chị gái của cô dâu Ueda Tomomi. Xin mời hai vị cùng hân hoan trở về với sân khấu tình yêu của chúng tôi để thay lời gia đình chúc mừng hạnh phúc và cảm ơn đến quý vị ngày hôm nay. Vâng, xin được hân hoan chào đón và trân trọng kính mời. Vâng, và chúng tôi trân trọng kính mời chú Dương Văn Lương là vị đại diện cho họ nhà trai trở về với sân khấu tình yêu của chúng tôi để chung vui niềm vui ngày hôm nay. Trân trọng kính mời chú. Và kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện tại sân khấu chúng tôi lúc này là sự yêu thương của quý hai gia đình và đặc biệt là đôi bạn trẻ Dương Chiến, Ueda Yukina. Và trong muôn ngàn yêu thương thì giờ phút này ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng được tuyên bố buổi lễ tân hôn của Dương Chiến, Ueda Yukina xin phép được bắt đầu. Xin chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ, chúc mừng tình thông gia của hai gia đình. Mặc dù về khoảng cách là không gian và thời gian, nhưng ngày hôm nay thì phái đoàn họ nhà trai, nhà gái cũng đã hiện diện ở đây. Đặc biệt là phái đoàn họ nhà gái từ Nhật Bản đã trở về với Việt Nam thân yêu để chúc mừng cho tình yêu của Dương Chiến, Ueda Yukina. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và trong muôn ngàn yêu thương thì giờ phút này trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho họ nhà trai trong muôn ngàn yêu thương. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, kính thưa hai họ, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các bạn trẻ nam nữ thanh niên, được sự thống nhất của hai gia đình, được sự đồng tình của hai cháu, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi đã tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Dương Văn Chiến và Yukina. Tôi
xin thay mặt cho gia đình hai cháu xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị khách quý, quý bà con cô bác đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình về đây dự buổi lễ thành hôn hai cháu chúng tôi và chung vui với gia đình chúng tôi. Cũng không biết nói gì hơn, xin gửi tới toàn thể hôn trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn nhà hàng Tuấn Hà đã phục vụ cho buổi thành hôn hai cháu chúng tôi được thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu chân tình của chú Dương Văn Lương là vị đại diện cho họ nhà trai ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, từ đất nước Nhật Bản xinh đẹp, phái đoàn họ nhà gái đã trở về nơi đây chung vui niềm vui chúc mừng cho hạnh phúc tình yêu của đôi bạn trẻ cũng như tình thông gia của hai gia đình. Và ngay giờ phút này, trân trọng kính mời ông Ueda Kiyoshi là thân phụ của cô dâu Ueda Yukina sẽ có lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là vợ của Yukina. Tôi tên là Ueda Kiyoshi. Hôm nay tôi đã là cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ trong buổi lễ thành hôn qua hai con. Hôm nay mọi người hãy quan nhau ăn uống nhà mua và hành nhằm bài hát ta là bôi để chúc mừng cho hai con. Tôi xin cảm ơn. À, vâng, kính thưa quý vị, khi ông Ueda Kiyoshi cầm giấy thì tôi tưởng là ông đọc tiếng Nhật, nhưng không ngờ là ông đọc tiếng Việt của chúng ta. Tuy là chưa rõ cho lắm nhưng rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay khi con gái mình lấy một người con trai Việt Nam hành tráng và hào hùng thì ông đã rất là cố gắng đọc những dòng suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt. Đề nghị quý vị dành tặng cho phái đoàn họ nhà gái một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nữa. Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin chúc mừng tình yêu thủy chung. Trong muôn ngàn yêu thương thì để minh chứng cho tình yêu thì giờ phút này xin mời Dương Chiến, Ueda, Yukina hãy cùng đồng hành bên nhau trở về với tháp bánh uyên ương để chung tay chia ngọt sẻ bùi cho hạnh phúc tình yêu. Xin mời đôi bạn trẻ. Thân bên em sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đem nhẫn khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi. Vâng, xin chúc mừng phái đoàn họ nhà gái với những điều tình yêu và xin mời đôi bạn trẻ tiếp tục dâng điệu. Xin chúc mừng quý hai gia đình đã nhận những ly rượu tình yêu của đôi con trẻ. Xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng cầm hai ly rượu của chúng tôi trở về vị trí trung tâm ạ. Của mình ạ. Vâng, rất tuyệt vời và kính thưa phái đoàn họ nhà trai, trong muôn ngàn yêu thương thì giờ phút này nhà hàng Tiệc Cưới Tuấn Thảo chúng tôi rất vinh hạnh được làm chiếc cầu nối cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Nhà hàng chúng tôi cũng có món quà dâng tặng cho đôi bạn trẻ làm kỷ niệm cho ngày yêu thương. Xin mời đôi bạn trẻ Dương Chiến, Ueda, Yukina cùng nhận quà của chúng tôi thay cho lời chúc mừng ạ.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn, chúc mừng tình thông gia của hai gia đình, chúc cho tình yêu của Dương Chiến, Ueda, Zukina trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ cùng quý hai gia đình hãy đến với quý vị để chung vui niềm vui. Xin cảm ơn và chúc mừng. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Anh ơi có phải cưới mà em như mơ, ngồi ngắm anh cưới là
rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ, bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ, nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới anh là cô dâu. Đám cưới chủ rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc, hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chưa dứt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngày
gian, mình chỉ cần nhau thôi.